Ngày 26 tháng 2 năm 2020, bệnh nhân cuối cùng dương tính với virus corona chủng mới đã được điều trị khỏi và xuất viện, đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam. Như vậy, toàn bộ 16 trên 16 bệnh nhân bị lây nhiễm nCoV tại Việt Nam đã được chữa khỏi hoàn toàn. Tính đến ngày 28 tháng 2, nước ta không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong liên tiếp 14 ngày. Hà Nội, những ngày dịch bệnh được kiểm soát tốt. Các con đường trước đây vốn đông đúc, nay đã dần lấy lại được nhịp sống quen thuộc của nó. Tuy vậy, khi được hỏi thì người dân cho biết vẫn rất có ý thức thực hiện các biện pháp phòng bệnh COVID-19, đặc biệt khi đến những nơi đông người. Hà Nội thì em cảm thấy là rất là trong lành, cho nên là đó là lý do tại sao em vẫn đến Hà Nội, không có ngại về cái bệnh dịch ạ. Và đường phố Hà Nội cũng rất là tấp nập tại thời điểm này. Mức độ an toàn thì mình sẽ đánh giá khoảng độ 70, tại vì mình còn phải cẩn thận nhiều hơn, tại vì mình phải bảo vệ cho mình và bảo vệ cho mọi người nữa. Lựa chọn Hà Nội làm điểm đến để tham quan du lịch, nhiều du khách nước ngoài vẫn rất lạc quan. Ngoài lý do thời tiết đang ấm dần, các du khách còn cho biết họ rất yên tâm khi nhìn vào hệ thống phòng chống dịch bệnh hiệu quả của Việt Nam. Nhiều điểm tham quan, nơi lưu trú còn chủ động phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, tạo mọi điều kiện tốt nhất để khách du lịch bảo vệ sức khỏe. Trước khi đến Việt Nam, tôi đã tìm hiểu những thông tin về dịch bệnh. Và sau khi tôi đến đây, tôi cũng được nhân viên khách sạn hướng dẫn đầy đủ các phương pháp phòng chống virus. Và vì vậy, tôi cảm thấy rất an tâm khi du lịch ở Việt Nam trong thời gian này. Khi những tín hiệu vui trong phòng chống dịch bệnh liên tiếp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, khi ý thức tự bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao, dần trở thành thói quen, nét văn hóa của đại chúng, thì đâu đó lại xuất hiện tâm lý e dè, kỳ thị người đến từ tâm dịch. Chị Liên, một người dân ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hôm nay đến điểm bán hàng tập trung để mua đồ dùng phục vụ cho cuộc sống của gia đình. Đến nay, địa phương nơi chị ở đã kiểm soát dịch COVID-19 rất tốt. Tuy nhiên, điều mà chị cũng như nhiều người dân băn khoăn là thái độ kỳ thị của không ít cá nhân. Chúng tôi cũng thấy cảm thấy là mình là người đồng bào với nhau, người Việt với nhau ấy, mà kỳ thị nhau như thế thì cũng không nên, là tại vì chúng tôi là đang ở giữa hoàn cảnh như thế này mà chúng tôi còn không lo sợ gì, hứng chi là người ta ở bên ngoài. Biết là căn bệnh này nó rất là nguy hiểm, nhưng là chủ yếu là bản thân mình phòng tránh và ấy là tốt nhất, chứ còn không ai mong muốn mang bệnh dịch về đây cả. Ngay cả những nhân viên y tế đang chiến đấu nơi tuyến đầu, những người luôn tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, không quản ngại khó khăn, vất vả để chăm sóc những người bệnh. Đáng lẽ họ phải được cả xã hội tôn vinh, ca ngợi. Nhưng thật đáng buồn thay, không ít trong số họ phải đối mặt với tình cảnh bị một số người xung quanh dè chừng, xa lánh. Có trường hợp nhân viên y tế bị chủ nhà trọ gây sức ép phải chuyển chỗ ở. Gia đình, người thân, con em họ cũng phải chịu những ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Nhiều lúc cũng thấy buồn, cũng thấy là tủi thân. Vì khi mà mình đang làm các công việc chống dịch, nhưng thực sự thì những người làm chống dịch này cũng đang có một cái chút gì đấy cảm thấy như là mình cũng bị xã hội kỳ thị và cách ly. Nhưng mà chúng tôi thì cũng đã xác định với nhau, cho dù như thế nào thì mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ và cố gắng là đóng góp chung cái sức mình vào để mà chống lại cái dịch này. Cần nhắc lại, tuy diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới còn nguy hiểm, phức tạp, nhưng riêng tại Việt Nam, tình hình đang được kiểm soát tốt. Tâm lý hoang mang, lo ngại, thái quá của một bộ phận người dân là thiếu căn cứ. Virus corona tuy đáng sợ, nhưng cũng không thể đáng sợ bằng virus kỳ thị, virus của sự tiêu cực, thiếu hiểu biết. Suy nghĩ thấu đáo, cư xử nhân văn, quan trọng là tự trang bị những kiến thức khoa học, chủ động phòng tránh, tin tưởng vào hệ thống phòng dịch vốn đang hiệu quả của nước ta là điều mà những người dân nên làm.